Chào chú nhá. Hôm nay và hôm nay cũng là một cái buổi giao lưu mà chắc chắn là anh em hội sinh viên Nga Sơn nói chung đúng không? Đấy, hội sinh viên Nga Tiến thì cũng đang có một cái chương trình cực kỳ ý nghĩa trong cái mùa hè này. Hôm nay thì biết là chú đến hơi sớm nhỉ? Không, nay mất việc cho nên là mới. Vâng vâng. Thì đến cả ngày để chở cây ra để có vui cùng anh em. Vâng. Như vậy là chi hội sinh viên cảnh chi một. Chi một à? Tiến thành lập ra mắt. Vâng. Thì có vui cùng với anh em. Vâng vâng vâng, cảm ơn chú nhé. Chúc cho chị một công ty Thành Tiến thành công rực rỡ. Đúng rồi. Nhân dịp này cũng mời anh em, tất cả anh em yêu cây trên cả nước về xóm 12 xã Nga Tiến. Nhưng đây là nằm vào xóm mấy nhỉ chú nhỉ? Đây là xóm 12. À, xóm 12 à, thôn 2 đúng. Nga Tiến. Đấy. Tôi uống nước chè. Vâng. Thưởng lãm cây cảnh. Nhất là buổi tối đúng không chú? Đặc biệt buổi... là buổi tối. Vâng, ánh điện được sân nhà đồng chí Phạm Ngọc Đỉnh. À. Nghe nói là ám đỉnh buổi tối trang trí rất là đẹp. Điện hắt, điện sáng phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Vâng, là trang trí là gần 30 bóng điện xanh đỏ tím vàng. Và các màu. Buổi tối anh em biết là lung linh huyền ảo luôn. Người đẹp này quay lưng lại chứ. Vâng. Giới thiệu với các bạn đây là người đẹp, chắc là mọi người biết là người đẹp mà nói từ nhà ra đây cũng tương đối là xa đấy, nhưng mà cũng nhiệt tình rồi. Ở đây khoảng 15 cây. Đấy, 15 cây đúng đấy, khả năng khả đâu làm gì 15 cây nhỉ? 15 cây mà nóng bức như này cũng là nhiệt tình rồi. Đúng rồi, khả năng 15 cây đấy. 15 cây rồi. Để có một cái chương trình như này thì anh em hội sinh viên cảnh xã Nga Tiến này cũng đã có những chương trình rất là ý nghĩa. Đó nên là hôm nay thì anh em tập trung về đây cũng rất là đông đủ. Đặc biệt là có những người nhiều tuổi, lớn tuổi cao rồi. Có những anh em gì rất trẻ, cũng mới đam mê thôi. Nhưng mà có những cái tác phẩm cũng như có những cây phải nói là tuyệt vời. Thì chung sai cũng chúc cho hội sinh viên cảnh Nga Tiến nói chung và chi một của Nga Tiến này nói riêng này thành công. Và sẽ cố gắng là trong cái kỳ sắp tới này thì anh em sẽ mua được nhiều cây đẹp nữa mà rẻ nhá. Để mà đã thành lập rồi ta phải duy trì hội và đoàn kết. Thứ hai là phải sưu tầm cho mình những cái cây mà mình ưng ý. Mỗi người theo một phong cách chơi, một lối chơi cây riêng. Nên là anh em cố gắng nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây cảnh thì không có tuổi tác gì. Đây là các anh cũng rất là những người đam mê cây cảnh từ xưa giờ rồi. Có dịp như này thì chúng ta mới có buổi mà tụ họp lại đây được. Có những người mà người ta không bao giờ nghĩ đến chơi cây cảnh đâu, nhưng mà trong quá trình thời gian tuổi tác cũng có rồi thì quá trình theo anh em, một số anh em yêu cây thành cái thú đam vui, vui vẻ rồi đam mê tìm đến. Huy đây cũng thế, những người rất là đam mê và yêu cây. Rất đông. Xuống lá nhanh nhỉ. Hôm rồi em về cái xì nó tốt của em xuống là nắng đấy, nó bỏ hết dăm. Ừ, đúng rồi. Thì em đang đưa vào trong rồi. Mùa này mà không cẩn thận là cái con lá này cháy bình thường mà. Đúng rồi. Sáng sớm nào em cũng vòi em. Đấy là thừa nước. Thừa nước. Cái này cây của ai nhỉ? Cây của hôm nay cũng là một cái buổi giao lưu đúng không chú Dần? Chẳng là ăn hiếu giờ cũng đẳng cấp chứ. Thế là độ cao lý tưởng. Hôm nay cũng là buổi ra mắt một trong những cái chi của hội xung cảnh trong xã Nga Tiến, thôn 1. Nói cây sung của đỉnh là giá trị đó. Đã. Quả tay đòn quá đẹp. Nó sung như này là cả tuyệt vời rồi. Chậu này thì này hơn cả tiền cây. Cái này anh Hiếu từ ngày mà đưa anh ra đây này cũng thay đổi về phong cách, cũng như thay đổi về anh em chơi cây cũng được hưởng nhiều.
Điện làm gì? Đến giờ rồi phải đến tác phong chủ tịch ra đây chuyển giờ. Chắc đến 50-70 đấy. Có cây của giao lưu cây chỗ nào? Đúng rồi, 50 chậu này hơi rộng. Thôi thì mình đang chăm mà. Mà đó rồi 10 triệu, mình bảo mẹ, bây giờ mày không bán được quý mà để tao. Nó không nghe mà bà người ta đưa cộng tiểu thôi. Đấy là của anh Hiếu à? Cái này bây giờ của Tráng. Nhưng mà bây giờ thì đây bây giờ biết là của ông Tráng chứ. Vâng. Bây giờ nó đổi chủ rồi. Lần nữa là nó về hả? Đưa rồi thấy bắt ướt cây đẹp. Mình phải bỏ lên bãi trên núi nào để tiền tàu nó mát rồi. Cái này đốt của nó cân điếc rồi. Đốt của nó cân nó. Đốt được chia rất là đẹp. Hai cái kia thì đốt nó hơi bị... Vì cái cỏ này nó cao mình phải mới mua được. Không lấy hai cái kia. À được. Chứ không lấy cả ba cây nó thì đâm thắng, hiện thắng lớn đúng không? Ừ, về hạ nó này. Mất công nó chở từ cầu ngoài trở vào. Ở đấy là ngay gần chỗ nhà cái thằng trước cái làm chậu nhà bác bảo là hiền làm đá. Nhưng sao lúc đấy cái ngọn nó cao nhỉ? Phải lên cao tầm 50, 70 cao hẳn rồi. Cũng là cơ hội đây. Có những cây cắt đi làm lại từ đầu. Chụp nha, chụp nha. Rồi, quay sang bắt tay chủ tịch cái anh nhỉ? Anh ơi. Em chụp cái nha, đây đây nha. Ok, rồi, cảm ơn. Ok. Ok. Đối với cùng chúc mừng cho sự kiện buổi lễ ra mắt đối với chi hội một đơn vị hội sinh viên cảnh xã Hà Tiên. Bây giờ đã đến giờ làm việc để chúng ta bị cho chương trình. Các quý vị đại biểu và toàn quý vị đã về tham dự sự kiện buổi lễ ra mắt chi hội một sinh viên cảnh hội sinh viên cảnh xã Hà Tiên ngày hôm nay.
Lần đầu tiên xin thay mặt ban tổ chức xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc cho chương trình buổi lễ ra mắt chi hội một sinh vật cảnh, hội sinh vật cảnh sáng ở hội Nga Tiến thành công tốt đẹp. Trời ơi, kính thưa quý vị, sinh vật cảnh hay cây cảnh nghệ thuật là sự kết hợp giữa thiên nhiên cùng bàn tay khéo léo của con người để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sống động, có hồn và mang một ý nghĩa nhất định, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần làm đẹp cho đời, là thú vui tao nhã trong cuộc sống tinh thần của mỗi con người. Hòa chung trong niềm đam mê cùng với sự cổ vũ tinh thần của các thành viên trong chi hội, sự quan tâm ủng hộ của các cấp lãnh đạo chính quyền, đặc biệt sự quan tâm của các cấp lãnh đạo hội sinh vật cảnh với niềm mong muốn được giao lưu, học hỏi, kết nối niềm đam mê và chủ động trong sinh hoạt của chi hội. Hôm nay, chi hội một sinh vật cảnh, hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến chính thức long trọng tổ chức buổi lễ ra mắt chi hội một, hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến. Về tham dự với buổi lễ ra mắt ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Ninh Văn Tráng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nga Tiến về tham dự với chúng ta ngày hôm nay. Xin quý vị chúng ta mời một tràng tay thật lớn để chúc mừng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Phạm Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy cùng các vị đại diện Đảng ủy chính quyền xã Nga Tiến. Xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng các vị đại diện cho chi bộ, thôn trưởng của thôn 1, thôn 2 cũng về tham dự với chi hội ngày hôm nay. Về phía hội sinh vật cảnh huyện Nga Sơn, tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Nguyễn Dụng Lưu, Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh huyện Nga Sơn. Tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị đại diện trong ban thường vụ Hội sinh cảnh huyện Nga Sơn, đại diện Hội sinh vật cảnh xã Nga Liên, các chi hội thuộc Hội sinh vật cảnh xã Nga Liên có liên quan, các vị đại biểu, đại diện quý khách mời và trong xã ngoài xã về tham dự buổi lễ ra mắt ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin kính chúc tới toàn thể quý vị sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nghiêm Văn Thư, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến sẽ liên đọc quyết định thành lập chi hội một, hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến. Xin mời ông Nghiêm Văn Thư. Thưa quý vị đại biểu, kính thưa buổi lễ ra mắt và thành lập chi hội một, hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến. Sau đây tôi xin phép được thay mặt cho hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến khi được thông qua quyết định thành lập chi hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến. Nga Tiến ngày 10 tháng 6 năm 2024 quyết định về việc cho phép thành lập chi hội một, hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến. Ban thường vụ hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến căn cứ điều lệ hội sinh cảnh Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số 125 ngày 22 tháng 2 năm 2023, căn cứ quy chế hoạt động của hội sinh cảnh huyện Nga Sơn, xét đề nghị của ban hoạt động thành lập chi hội một, hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến, quyết định điều 1 cho phép thành lập chi hội một, hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến được thuộc hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến và hoạt động theo điều lệ hội sinh cảnh Việt Nam gồm 16 thành viên có danh sách kèm theo. Điều 2 công nhận ban chấp hành chi hội gồm các ông có tên sau: 1 ông Nguyễn Văn Hậu, chi hội trưởng; 2 ông Trịnh Đức Tuân, chi hội phó; 3 ông Mai Văn Trọng, ủy viên. Điều 3 quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký trưởng ban vận động thành lập chi hội một, hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến. Cá nhân có liên quan tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch đã ký Nguyễn Văn Thư. Sau đây xin trân trọng kính mời các ông trong ban chấp hành chi hội một, xin mời ông Nguyễn Văn Hậu, ông Trịnh Đức Quân và ông Mai Văn Trọng lên nhận quyết định. Xin trân trọng kính mời các ông. Hội sinh vật cảnh của xã Nga Tiến sẽ lên nhận quyết định. Đây nha, nhìn đây nha. Vâng, xin quý vị chúng ta nổ một tràng tay thật lớn để chúc mừng cho chi hội một, hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin mời các vị chúng ta tiếp tục quay trở lại tại nơi hàng ghế xanh sương. Kính thưa quý vị khách quý, để có được kết quả như ngày hôm nay, cùng với sự nỗ lực và sự cố gắng đối với các thành viên của chi hội
mong muốn được thành lập lên một chi hội độc lập để chúng ta có thể giao lưu học hỏi và kết nối những niềm đam mê cũng như chủ động trong cái sinh hoạt của chi hội. Cũng như trước đó thì cũng có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương của xã Hà Tiến cũng rất mong muốn chi hội một sẽ được thành lập và tạo nên sự chủ động cho mình về tham dự trong sự kiện buổi lễ ra mắt ngày hôm nay. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Ninh Văn Tráng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Tiến lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa bác Nguyễn Văn Tộc Lưu, Chủ tịch Hội Kinh Nhật Cảng, huyện Nha Sơn. Kính thưa đồng chí Phạm Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hà Tiến. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc của xã Hà Tiến, cũng như các đồng chí lãnh đạo, đại diện với cấp ủy, chính quyền của hai thôn, thôn 1 và thôn 2. Kính thưa toàn thể các bác, các anh, các chị là hội viên của Hội Kinh Nhật Cảng, chi hội một xã Nga Tiến chúng ta hôm nay là chi hội sinh vật cảnh chi hội một tổ chức ra mắt chi hội và trưng bày các cái tác phẩm nghệ thuật được những bàn tay khéo của những nghệ nhân từ những là những khách quý và của hội viên chúng ta rất là tâm huyết tạo tác thu hút ngành này được tham dự cái buổi ra mắt và chiếm được những tác phẩm nghệ thuật hết sức là đặc sắc hôm nay. Thì lời đầu tiên xin thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo của địa phương xin được kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các quý cùng toàn thể các đồng chí, các bác, các anh, các chị là cán bộ hội viên của chi hội một lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, hội sinh vật cảnh là một tổ chức quần chúng tự nguyện tập hợp những người yêu sinh vật cảnh với những cái mong muốn cống hiến góp phần bảo tồn truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc, bảo vệ tôn tạo cảnh quan môi trường, xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp. Trước kia thì thú chơi sinh vật cảnh chủ yếu là những người cao niên, gia đình có điều kiện kinh tế, không gian của sinh vật cảnh chủ yếu chỉ trưng bày hưởng thụ tại gia. Nhưng ngày nay thì sinh vật cảnh đã được mở rộng không gian hướng tới phục vụ cộng đồng dân cư, công trình phúc lợi công cộng. Sinh vật cảnh đã trở thành một mỹ tục, trở thành những nhu cầu hưởng thụ văn hóa phổ biến trong đời sống xã hội, trong phong trào rộng khắp mọi vùng mọi miền, món ăn tinh thần của đông đảo các tầng lớp nhân dân với sự tham gia của mọi lứa tuổi, mọi thành phần, ngày càng thêm nhiều nghệ nhân, chủ nhà vườn, doanh nhân, sinh vật cảnh trẻ tuổi đã được nhiều câu nói khẳng định sinh vật cảnh là hình ảnh của khối đại đoàn kết thu nhỏ, là biểu hiện cụ thể của tình yêu quê hương đất nước, sự hòa đồng giữa con người với thiên nhiên. Tại buổi ra mắt của chi hội một chúng ta là một minh chứng. Những kết quả đạt được ngày hôm nay trước hết là có sự quan tâm, tạo điều kiện, khích lệ, động viên kịp thời, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ xã đến thôn, mà đặc biệt là sự nỗ lực, tâm huyết của lãnh đạo các cấp hội và lòng nhiệt huyết, cần mẫn của hội viên, nghệ nhân, nhà vườn, yêu sinh vật cảnh của địa phương chúng ta. Xin thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương xin được chúc mừng những kết quả đạt được của chi hội sinh vật cảnh chi hội một của chúng ta hôm nay. Xin mời chúng ta nhận được chúc mừng. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý và toàn thể chi hội, nhân tại sự kiện diễn đàn hôm nay thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương thì xin được đề xuất gợi ý thêm một số nội dung để chúng ta cần quan tâm thực hiện. Một là trong hoạt động lãnh đạo cấp hội chúng ta cần phải luôn trăn trở tìm tòi đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tìm giải pháp phát triển sinh vật cảnh, quan trọng công tác hướng dẫn phối hợp tổ chức hoạt động từ xã đến chi hội. Hoạt động của hội luôn quan tâm đến tính phù hợp, tính tình hình thực tế
đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và xu thế phát triển sinh vật cảnh. Các hoạt động diễn ra ngày thể một thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, phấn đấu có nhiều tác phẩm tham gia được hội chợ, trưng bày, triển lãm, hội thi, v.v. Hoạt động sinh hoạt sinh vật cảnh thì gắn bó chặt chẽ với sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương, gắn với các ngày hội, dịp lễ, Tết cổ truyền của dân tộc. Hai là đề nghị chúng ta tiếp tục phải nâng cao nhận thức về hoạt động sinh vật cảnh. Hội phải chú trọng đến công tác vận động tuyên truyền, hội viên thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương, đặc biệt là tôn chỉ mục đích của hội, gìn giữ, phát huy, tiếp thu chọn lọc những giá trị tinh hoa về sinh vật cảnh, thống nhất định hướng, giải pháp, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển sinh vật cảnh gắn với hoạt động sinh vật cảnh với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần tham gia tích cực trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo cùng địa phương. Ba là chúng ta tiếp tục kiện toàn phát triển tổ chức hội, chú trọng tính hiệu quả thiết thực trong hoạt động, thu hút thêm nhiều hội viên quan tâm phát triển hội viên trẻ, tăng cường hoạt động tư vấn hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tìm những thị trường tiêu thụ sản phẩm sinh vật cảnh, thường xuyên phối hợp với địa phương để phát hiện, khích lệ, nhân rộng mô hình sinh vật cảnh hiệu quả của địa phương. Và tại buổi ra mắt hôm nay thì chúng ta có thể tin tưởng rằng với sự tâm huyết và quyết tâm và nghị lực vươn lên mạnh mẽ, chi hội sinh vật cảnh chi hội một của chúng ta nhất định sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đạt được những kết quả to lớn hơn và toàn diện hơn trong những năm tiếp theo. Và một lần nữa xin được kính chúc các quý vị đại biểu, thân quý và toàn thể cán bộ hội viên của chi hội có nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa buổi ra mắt thì về dự với cái buổi ra mắt hôm nay thì các ủy đảng chính quyền cũng có tặng hoa và một chút quà để gửi đến chúc mừng chi hội. Thì xin mời đồng chí anh chi hội trưởng chi hội nha, các bác trong chi hội đại diện lên nhận hoa quà của địa phương. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Hiếu, đồng chí Mai Thị Tuấn đào địa phương lên cùng trao hoa quà đi. Bỏ đắng hoa đây em ơi. Nhân viên thân mến, có thể nói rằng là với những lời ý kiến phát biểu của ông Đinh Văn Tráng, chủ tịch ủy ban dân xã Nga Tiến đã đại diện cho đảng ủy ủy ban, giống này cũng là một trong những thành quả cũng sự mong đợi, cũng như là tất cả những tâm tư gửi các đồng chí trong chi hội ngày hôm nay ra mắt. Và thông qua với tất cả những ý nghĩa đó, đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban dân xã Nga Tiến gửi gắm thông qua lẵng hoa cũng như một chúc và chúc mừng cho ngày buổi lễ ra mắt ngày hôm nay. Xin quý vị chúng tôi một lần nữa dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Nguyễn Dụng Lương, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Nga Sơn sẽ lên phát biểu ý kiến giao nhiệm vụ cho chi hội. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân xã Nga Tiến, hôm nay còn ngày thứ ba thành lập và ra mắt chi hội một, chi hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến. Đây là một chi hội gần thứ hai của chi hội thứ hai của xã Nga Tiến thành lập, và quân số đã lên đến 18 người. Đây là một chi hội bước đầu đã thấy được quân số đã tiêu bạn về dự với ngày ra mắt và thành lập hội chi hội một của xã Nga Tiến hôm nay. Sinh vật cảnh xã Nga Tiến hôm nay thay mặt cho hội sinh vật cảnh Nga Sơn, tôi xin trân trọng kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo đảng ủy ban nhân dân xã và các đồng chí lãnh đạo thôn và toàn thể cán bộ hội viên xã hội sinh vật cảnh chi hội sinh vật cảnh xã một xã Nga Tiến có một sức khỏe dồi dào và phát triển hội ngày càng mạnh, quân số càng tăng.
về hội chi hội một của xã Cát Tiến ấy là thuộc sự lãnh đạo của hội sinh hoạt đảng xã Cát Tiến do đồng chí Thư là chủ tịch hội. Cái này là và ngoài ra nhắc về nhiệm vụ của hội viên chúng ta ở trong chi hội một ấy là trực tiếp dưới sự lãnh đạo của hội sinh hoạt đảng xã có và phục vụ tất cả quyền về về nhiệm vụ của chúng ta là phục vụ tất cả các cái sự kiện của thôn xã và các cái ngày lễ hội của địa phương theo nhiệm vụ chính quyền giao cho. Ngoài ra chúng ta là tăng cường sức mạnh và học hỏi tham quan và học tập ở các cái đơn vị bạn như sinh vật cảnh sáng là Hà Liên. Hội sinh vật cảnh sáng Hà Liên hiện nay là một hội lớn nhất trong huyện ta, cũng là trong tỉnh ta, một đơn vị mạnh của tỉnh. Nên đề nghị hội viên chúng ta có nhiều một tập trung và thăm hỏi tham quan vào tỉnh xã Hà Liên. Đây là những mô hình mạnh của huyện ta và của tỉnh ta. Chúng ta học hỏi chi hội của hội sinh vật cảnh sáng Hà Liên hiện nay đã có 9/10 chi hội, trong đó có một chi hội là hai xóm. Như vậy là đầy đủ tất cả các xóm đã có chi hội trong cả tỉnh xã Hà Liên. Chúng ta dựng từ mới để dựng lên được có mấy tháng nay mà đã có tới 2 chi hội mà quân số đã tương đối nhiều như thế này. Cho tôi đây là cũng là một đơn vị ta rất mạnh và từ nay trở nên chúng ta ở hội sinh vật cảnh sáng Hà Liên đã còn xây dựng nhiều những chi hội khác nữa. Thì đại sư với hội sinh vật cảnh sáng Hà Liên đặc biệt ở tại trường chi hội của hôm nay, thay mặt cho hội sinh vật cảnh sáng chúc hội sinh chúc các đồng chí lãnh đạo xã và xóm và các toàn thể các hội viên trong chi hội của chúng ta có một sức mạnh, sức khỏe và mạnh sinh xây hội cho hội viên của ta ngày càng mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng ta đại sư với chi hội hôm nay để thay mặt cho hội sinh của chúng ta cũng có lãng hoa chúc mừng và chúng ta xin mời chi hội trưởng thường vụ hội sinh vật cảnh huyện Nga Sơn. Chúng ta sẽ cùng lên trên trung tâm sân khấu cùng gửi gắm lên lên đó là lãng hoa chúc mừng đối với chi hội một hội sinh vật cảnh của xã Cát Tiến. Và xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các vị đại diện cho ban thường vụ hội sinh vật cảnh huyện Nga Sơn. Kính thưa quý vị thân mến, và vừa rồi thông qua với đại ý cũng như là những lời phát biểu ý kiến của ông Nguyễn Dụng Lưu, phó chủ tịch hội sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa, chủ tịch hội sinh vật cảnh huyện Nga Sơn, cũng đã có đôi lời chia sẻ, gửi gắm những lời tâm sự cũng như là giao nhiệm vụ cho chi hội một ngày hôm nay chính thức ra mắt với toàn thể quý vị, và cũng rất mong muốn là với sự kết nối niềm đam mê và học hỏi những kinh nghiệm để rồi chúng ta xây dựng cho chi hội ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Và cũng như hội sinh vật cảnh của huyện Nga Sơn đã gửi gắm thông qua với lãng hoa chúc mừng, xin được một lần nữa trân trọng cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với chương trình sự hiện diện và lễ ra mắt. Xin mời các thành viên của chi hội một chúng ta sẽ lên ra mắt hiện diện tới toàn thể quý vị trong buổi lễ ra mắt ngày hôm nay. Xin mời các thành viên của chi hội phát triển lớn mạnh hơn, và xin quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho chi hội. Xin chào một lần nữa, chúc mừng cho chi hội, chúc mừng cho tất cả các thành viên của chi hội. Chúng ta luôn luôn cố gắng đoàn kết và chúng ta sẽ cùng định hướng cho một tương lai đặc biệt đối với cây cảnh nghệ thuật và trong mỗi đơn vị cũng như là mỗi thành viên của chi hội chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Quá mạnh. Thưa quý vị thân mến, và về tham dự với buổi lễ ra mắt đối với chi hội 1 đơn vị hội sinh vật cảnh xã Gia Tiến ngày hôm nay có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý khách mời cũng như là về tham dự có những lãng hoa chúc mừng. Thì trước đó là Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Gia Tiến đã có lãng hoa và quà chúc mừng đến chi hội cũng như hội sinh vật cảnh huyện Nga Sơn đã có lãng hoa chúc mừng. Và tiếp tục cho chương trình của chúng ta, xin được giới thiệu và chào mừng món quà. Đó chính là lãng hoa chúc mừng đến từ hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến. Xin mời thành viên đại diện cho ban chấp hành của chi hội chúng ta sẽ lên nhận lãng hoa chúc mừng của hội sinh vật cảnh. Hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến lãng hoa chúc mừng đối với chi hội 1
Đơn vị hội xin được cảnh xã Ba Tín ngày hôm nay ra mắt. Xin được trân trọng cảm ơn. Nhìn đây á thưa ơi. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các bạn. Xin mời quý vị ạ. Tiếp tục cho chương trình, xin được trân trọng giới thiệu bài chào mừng lãng hoa chúc mừng đến từ anh em hội sinh vật cảnh của xã Nga Liên, có sự liên đới liên kết cùng với chi hội của chúng ta cũng về có lãng hoa chúc mừng tới chi hội của sinh vật cảnh xã Nga Tiến ngày hôm nay, chi hội 1 ra mắt. Xin mời đại diện cho anh em hội sinh vật cảnh của xã Nga Liên. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều, một tràng tay thật lớn để chúc mừng mọi người. Xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp tục xin được trân trọng giới thiệu bài chào mừng lãng hoa chúc mừng đến từ chi hội sinh vật cảnh thôn 5 xã Nga Tiến. Xin mời đại diện cho chi hội sinh vật cảnh thôn 5 sẽ trở về nơi sân khấu để cho tặng lãng hoa chúc mừng đến với chi hội 1 ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây cũng chính là một trong những hai đơn vị, đặc biệt là đơn vị của thôn 5 đã thành lập cũng rất là lâu. Và ngày hôm nay, cùng với niềm vui mà buổi lễ ra mắt của chi hội 1, đơn vị hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến, chi hội 5 đã dành những tình cảm, đặc biệt là thông qua lãng hoa chúc mừng. Xin được thay lời cho chi hội trân trọng cảm ơn rất nhiều những sự quan tâm rất đặc biệt đến từ chi hội 5. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, về tham dự với chúng ta ngày hôm nay đó chính là tinh thần, là những lãng hoa, những món quà, những lời chúc tốt đẹp nhất đến với chi hội 1 hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến ngày hôm nay ra mắt. Và về tham dự với niềm vui đó thì thay mặt cho chi hội xin được bày tỏ những lời cảm ơn chân thành tới sự hiện diện rất đặc biệt của những món quà cũng như sự hiện diện của quý vị đã về tham dự trong buổi lễ ra mắt ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hậu, tân chi hội trưởng lên phát biểu nhận nhiệm vụ và bế mạc cho chương trình. Xin mời ông. Kính thưa các vị đại quý, kính thưa các thành viên chi hội sinh vật cảnh chi một xã Nga Tiến. Hôm nay tôi rất vinh dự được chi hội và hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến tiến nhiệm giao trọng trách cho tôi làm chi hội trưởng chi hội sinh vật cảnh chi một. Tôi sẽ luôn cố gắng và phát huy tinh thần với trách nhiệm cao nhất để cố gắng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và cùng với các thành viên chi hội sẽ đưa phong trào sinh vật cảnh của chi hội lên tầm cao mới nhất. Thay mặt chi hội, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đại diện cho ủy ban, đảng ủy ủy ban xã Nga Tiến, hội sinh vật cảnh huyện Nga Sơn, các ông đại diện cho chi hội của đảng chính quyền thôn 1, thôn 2, hội sinh vật cảnh xã Nga Tiến, hội sinh vật cảnh xã Nga Liên và các nhà vườn, các nghệ nhân trong và ngoài xã đã quan tâm và ủng hộ phong trào sinh vật cảnh chi hội 1 xã Nga Tiến. Không gian đẹp. Tôi rất mong không gian đẹp. Tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu với các đơn vị trong và ngoài xã để đưa cây cảnh nghệ thuật trở thành món ăn tinh thần sau những giờ làm việc vất vả, căng thẳng, cũng như đưa cây cảnh trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng có nhiều tác phẩm đẹp để đóng góp vào sự phát triển của nền sinh vật cảnh. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng tham quan thưởng lãm những tác phẩm sinh vật cảnh đang được trưng bày tại triển lãm ra mắt chi hội, và kính mời quý vị lắng lại thời gian để tham dự buổi tiệc liên hoan chúc mừng chi hội 1. Xin kính chúc tất cả quý vị vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn. Và trân trọng cảm ơn rất nhiều kính thưa quý vị, và thông qua với lời phát biểu nhận nhiệm vụ của ông chi hội trưởng ông Nguyễn Văn Hậu đã cùng gửi gắm tất cả những lời văn dự tới toàn thể quý vị, và buổi lễ giờ phút này sẽ phép được khép lại tại đây.
thông qua nhận ý trình bày của các quý vị, chúng ta sẽ tham quan thưởng lãm một số phẩm đã được trưng bày khuôn viên tư gia của gia đình bạn này anh Phạm Hà tỉnh ở chi hội một của chúng ta. Sau đó trong chừng khoảng 10 đến 15 phút thì quý vị chúng ta sẽ quay trở lại tại nơi những bàn tiệc để chúng ta tham gia giao lưu với chiều 11 ngày hôm nay cùng với bữa tiệc thân mật. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Cái này được Bộ Nông ký xác nhận là một trong 7 ngành phát triển kinh tế của Bộ Nông nghiệp mà. Đấy, đúng đấy. Mà sao đốt mình biết cho nát nhỉ? Không lấy về. Không lấy về nữa để khổ đốt hết. Khéo hơn. Anh Hiếu ạ, đấy là theo gọi là bắt những người trong mối chơi mỗi người. Mỗi người theo mỗi đứa. Nói nhưng mà xử lý được mà em, xử lý theo ý chú vẫn được mà. Cười đi. Đúng là phải người cái thầy nó to. Vâng, thầy to. Thì rồi các bác con Hiếu rồi để xong rồi về nó mới bắt đầu. Cái này thì có này có chúng ta ngồi vào mâm là rót rượu ra nâng ly để chúng ta vô cái ra khi thế. Có dùng được không ơi? Dùng được rồi đấy. Đây rồi. Tiếp tục đi lên đi lên
đang khỏi thân uống thuốc phát hiện để tiêm mới sáng này nó đổ cùng là chúng ta là cốt một chuỗi.